cách phòng tránh và điều trị adenovirus cho trẻ. Bệnh do adenovirus gây ra xuất hiện quanh năm, nhưng đặc biệt phát triển mạnh vào thời điểm giao mùa, xuân hè hoặc thu đông. Adenovirus lây truyền dễ dàng qua đường giọt bắn, qua đường hô hấp giữa người với người, lây khi dùng chung đồ dùng cá nhân, lây qua niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm. Thời gian ủ bệnh của adenovirus khoảng từ 8 đến 12 ngày và đây là thời kỳ cửa sổ khi chưa biểu hiện triệu chứng rõ ràng nên không thể nhận biết dấu hiệu, chủ quan khi tiếp xúc, rất dễ lây bệnh cho người khác. Loại virus này có thể lây bệnh ở mọi đối tượng và mọi lứa tuổi, trong đó ở nhóm trẻ từ 6 đến 5 tuổi là nguy cơ cao nhất. Người lớn tuổi, người bị bệnh mãn tính cũng có nguy cơ cao lây nhiễm virus do đề kháng kém. Triệu chứng: khi nhiễm adenovirus, trẻ sẽ có các triệu chứng như nóng, ho, sổ mũi, cảm, viêm đường hô hấp. Triệu chứng viêm phổi do adeno rất dễ nhầm lẫn với viêm phổi do virus đường hô hấp khác hoặc vi khuẩn khác. Cùng với các triệu chứng của viêm đường hô hấp thì viêm phổi do virus adeno sẽ khiến bệnh nhân sốt cao, rét run, ho và thở khò khè. Tùy theo thể trạng, có trẻ diễn tiến nhẹ nhàng, có thể tự khỏi, nhưng vẫn có trẻ sẽ có biểu hiện với triệu chứng rầm rộ, thở mệt. Những trẻ trở nặng là do miễn dịch kém hay do nhiễm thêm vi trùng, nhất là vi trùng kháng thuốc. Bệnh hoàn toàn có thể chữa trị được. Tuy nhiên, do bệnh dễ lây và dễ lây lan nhanh trong cộng đồng, cũng như dễ nhầm lẫn với triệu chứng cảm cúm thông thường sẽ gây chủ quan. Nếu phát triển trễ, bệnh chuyển nặng sẽ có nhiều biến chứng nguy hiểm. Các tổn thương thường gặp nhất khi nhiễm virus adeno là viêm đường hô hấp cấp trên, viêm đường hô hấp cấp dưới, viêm kết mạc mắt, đau mắt đỏ, một số bệnh lý ở đường tiêu hóa như tiêu chảy, nôn, buồn nôn. Ngoài ra, virus này cũng gây bệnh viêm gan, viêm dạ dày, viêm não, màng não và viêm bàng quang, đặc biệt là ở bé trai. Với người khỏe mạnh, bệnh có thể tự khỏi, nhưng với những bệnh nhân có bệnh nền hoặc sức đề kháng kém có thể gây suy hô hấp. Nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, cha mẹ cần theo dõi sát các dấu hiệu của trẻ. Khi thấy trẻ có các biểu hiện chuyển nặng như thở rút lõm ngực, rối loạn chi giác, lừ đừ, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa nhi để bác sĩ khám và hướng dẫn điều trị đúng cách kịp thời. Cách phòng tránh bệnh adenovirus: cần rửa tay thường xuyên, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Các bậc phụ huynh cần đảm bảo cho con ăn sạch, uống sạch, thường xuyên vệ sinh các vật dụng trong gia đình. Chú ý vệ sinh cho trẻ thường xuyên, nhắc nhở trẻ sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc rửa tay bằng xà phòng. Đây là cách phòng bệnh hiệu quả và thực sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Cho trẻ mặc quần áo phù hợp với nhiệt độ môi trường, tránh để trẻ bị nhiễm lạnh, nhất là vào thời điểm giao mùa. Không để trẻ ra nhiều mồ hôi khi chơi đùa để tránh nhiễm lạnh. Không nên cho trẻ đến những nơi công cộng khi đang xảy ra dịch bệnh. Trong trường hợp bắt buộc phải cho trẻ ra ngoài, cần đeo khẩu trang cho trẻ, tránh để trẻ tiếp xúc với nguồn bệnh. Cho trẻ tiêm các vaccine phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Cách điều trị: hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh do virus adeno gây ra. Đối với những trường hợp nhiễm virus thể nhẹ, người bệnh có thể tự khỏi mà không cần điều trị. Một số phương pháp điều trị bệnh đang được áp dụng phổ biến là nâng cao sức đề kháng của bệnh nhân, điều trị các triệu chứng bệnh và dùng thuốc kháng sinh đối với những trường hợp bị bội nhiễm. Cụ thể như người bệnh cần súc miệng bằng nước muối và thuốc kháng viêm để giảm đau họng, người bệnh dùng thuốc hạ sốt và giảm đau, cần nhỏ nước muối sinh lý, người bệnh dùng thuốc trung hòa axit dạ dày với những trường hợp bị viêm dạ dày cấp theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh cần được bổ sung dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, do đặc tính virus adeno có khả năng lây lan nhanh và gây nhiều biến chứng nguy hiểm, nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng. Vì vậy, khi trẻ có biểu hiện nghi ngờ mắc adenovirus, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa nhi để được các bác sĩ thăm khám. Để chẩn đoán bệnh, ngoài khám lâm sàng, các bác sĩ sẽ làm các xét nghiệm để hỗ trợ chẩn đoán như xét nghiệm máu, chụp X-quang tim phổi, xét nghiệm các định căn nguyên.